chào tất cả các bạn, lại là Mít đây. Các bạn thân mến, khủng long là một trong những sinh vật cổ đại được biết đến rộng rãi từ trong sách báo tới phim ảnh với nhiều kỹ xảo bắt mắt. Ngay từ nhỏ, Mít đã rất thích xem các sách báo, phim ảnh về loài khủng long này. Tuy nhiên, khi lớn, Mít mới biết thế giới khủng long là vô cùng rộng lớn và đa dạng. Những gì phim ảnh mang lại chẳng thấm vào đâu cả. Vì vậy, Mít đã quyết định xách mông lên rồi đi gặp chị Google để tìm hiểu về thế giới khủng long. Và Mít chợt nhận ra những gì Mít biết về khủng long là quá hạn hẹp và gần như là sai hoàn toàn. Những hình ảnh khủng long truyền tải qua phim ảnh cũng là một cú lừa to khủng khiếp như mấy món ăn của bà Tân Vlog ấy. Thôi không dài dòng nữa, hãy cùng Mít tìm hiểu về tất tần tật mọi thứ về khủng long qua series này nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với những sự thật nhức nách về loài khủng long thời tiền sử. Lịch sử hình thành của khủng long. Nhìn chung, khủng long là một nhóm các động vật to xác xuất hiện khoảng 243 triệu năm trước và bị hiểu nhầm là đã tuyệt chủng vào khoảng 66 triệu năm trước. Tại sao lại nói là hiểu nhầm thì các bạn hãy theo dõi hết video này nhé! Khủng long xuất hiện tại thời kỳ Đại Trung Sinh, đó là thời kỳ các mảng địa chất tách ra thành các mảnh nhỏ từ siêu lục địa Pangaea. Tại thời kỳ này, khí hậu bắt đầu nóng lên và sự đa dạng sinh học bắt đầu được hình thành. Đại Trung Sinh được chia làm 3 kỷ, đầu tiên kỷ Tam Điệp hay còn gọi là kỷ Triad, bắt đầu cách đây khoảng 252 triệu năm và kết thúc khoảng 201 triệu năm trước do sự đứt gãy của siêu lục địa Pangaea và sự kiện tuyệt chủng có quy mô toàn cầu. Sau kỷ Tam Điệp là kỷ Jura, bắt đầu khoảng 200 triệu năm trước và kéo dài khoảng 55 triệu năm. Kỷ Jura còn có một cái tên phổ biến khác gọi là kỷ Nguyên Khủng Long. Ở kỷ nguyên này, siêu lục địa Pangaea đã chính thức bị phân tách ra làm nhiều phần. Kỷ nguyên cuối cùng là kỷ phấn trắng hay kỷ Creta, nối tiếp khi kỷ Jura kết thúc, bắt đầu 145 triệu năm đến khoảng 66 triệu năm trước. Kỷ phấn trắng được đánh dấu kết thúc bằng sự kiện tuyệt chủng của khủng long và rất nhiều loại động vật khác. Sự kiện này có tên khoa học là sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận, kết thúc luôn thời kỳ Đại Trung Sinh, mở đầu cho thời kỳ Đại Tân Sinh, thời kỳ của các loại động vật có vú. Quay lại với kỷ Tam Điệp, kỷ Triad, đây chính là khoảng thời gian đánh dấu sự ra đời của các loài khủng long đầu tiên và sự bùng nổ dân số của các loài động vật bò sát. Tuy nhiên, ở giai đoạn Tam Điệp muộn, khủng long thời kỳ này vẫn chưa đa dạng, có kích thước khá nhỏ, chỉ khoảng 1-2 mét. Còn những con bò sát săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn là tổ tiên của loài cá sấu thuộc nhóm Saurischia, có chiều dài khoảng 4-6 mét. Đó là lịch sử hình thành loài khủng long và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn bóc phốt về những sự thật về loài khủng long nhé. 1. Khủng long có màu như thế nào? Chắc chắn bạn từng nghĩ về vấn đề này nhiều lần rồi phải không? Dĩ nhiên là chúng ta không hề biết vì các hóa thạch chỉ cung cấp những thông tin về bộ xương chứ chẳng để lại những thông tin nào để chúng ta biết về màu da cả. Tất nhiên, những gì bạn thấy trên phim cũng đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đối với nhiều người, khủng long có thể có rất nhiều màu da khác nhau. Nếu các loài bò sát hiện nay có nhiều loài sở hữu nước da màu xanh thì tại sao khủng long lại không thế nhỉ? Hoặc cũng có thể chúng sẽ có những phần phụ nhiều màu trên cơ thể, ví dụ như một phần có màu sáng để quyến rũ con cái trong mùa sinh sản chẳng hạn. 2. Khủng long không phải là sinh vật thông minh gì cho lắm. Mặc dù có cơ thể tương đối khổng lồ, nhưng khủng long vốn chẳng thông minh gì cho cam vì chúng có một bộ não bé tẹo. Ví dụ, mặc dù nặng từ 2 đến 3 tấn, nhưng khủng long Stegosaurus chỉ có một bộ não nhỏ cỡ quả hồ đào mà thôi. Còn nếu nói về con thuộc hàng thông minh nhất, chắc chắn là phải nhắc đến Chudon rồi vì não của chúng to bằng quả trứng gà đó. Có lẽ đây là vì lý do mà Chudon được mô tả là tương đối năng động, tinh quái với vị thế kẻ ăn thịt. Còn Stegosaurus thì chỉ được coi là một loài khủng long có khả năng phản ứng tương đối chậm. Khủng long bạo chúa không nhanh như bạn nghĩ. Trên phim ảnh, cụ thể là các bộ phim liên quan đến khủng long, các loài T-Rex hay khủng long bạo chúa có tên khoa học là Tyrannosaurus thường là loài có nhiều đất diễn và rất đắt sâu khi mà chúng thường vào vai phản diện và là mối hiểm họa chính của phim. Trong các bộ phim này, các T-Rex nhà ta có vẻ rất khỏe mạnh và hiếu chiến. Tuy nhiên, tốc độ thực của T-Rex không được nhanh cho lắm. Điều này tưởng như khá vô lý nhưng thực tế nó lại khá hợp lý. Một nghiên cứu đã sử dụng máy tính để ước tính tốc độ chạy dựa trên dữ liệu được lấy trực tiếp từ các mẫu hóa thạch và kết quả được công bố rằng T-Rex có tốc độ chạy tối đa là 8 m/s hay khoảng 29 km/h.
Một số thông tin nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng một con khủng long bạo chúa không thể chạy nhanh bởi kích thước và kết cấu to tổ bố này thì xương của chúng sẽ vỡ vụn. Người ta ước lượng rằng nếu các cụ khủng long muốn chạy ở tốc độ khoảng 18-40 km/h, lượng cơ bắp ở phần chân của chúng phải chiếm 40-86% khối lượng cơ thể. Phân tích này dựa theo việc phân tích khối lượng cơ thể của một loài bò sát hiện đại. Nếu như nghiên cứu này là đúng, thì cụ T-Rex nhà ta còn thua xa tốc độ một con mèo nha. Ba, làm thế nào để phân biệt khủng long đực và khủng long cái? Về cơ bản thì đây đúng là câu hỏi thế kỷ và rất khó có lời giải đáp. Cho đến giờ, tất cả những gì chúng ta làm chỉ có thể là phỏng đoán mà thôi. Bởi khủng long chẳng để lại cái gì cho chúng ta ngoài mấy bộ xương không lành lặn và một đống trứng hoa thạch cả. Thời điểm khai quật, các nhà khoa học thường xuyên mò thấy những bộ xương khủng long có kích cỡ khác nằm cạnh nhau và lâu dần thì họ đi đến phỏng đoán rằng những con đực và con cái của một loài sẽ không có cùng tầm vóc. Theo các nhà khoa học, khủng long T-Rex cái sẽ có kích thước lớn hơn con đực. 4. Vì sao có loài khủng long đi bằng 2 chân, còn những loài khác thì đi bằng 4 chân? Một trong những đặc điểm chung của khủng long là 2 chân trước luôn ngắn hơn 2 chân sau. Như vậy, tất cả khủng long đều có thể đi thẳng bằng 2 chân sau theo lý thuyết. Tuy nhiên, tại sao đa số những loài khủng long ăn thực vật thì không? Câu trả lời ở đây chính là yếu tố cân nặng. Về cơ bản, việc chúng sở hữu cơ thể phát triển tới mức trở nên quá to và nặng nề đã khiến chúng buộc phải quay lại với việc đi bằng 4 chân, chứ không thể đứng lên bằng 2 chân được. 5. Khủng long chăm sóc trứng như thế nào? Theo những hóa thạch mà các nhà khoa học tìm được, khủng long đẻ trứng và đặt trứng thành vòng tròn đều đặn trong một cái tổ đào sâu trong lòng đất. Nhưng hồi đầu, các nhà khoa học lại cho rằng chúng chỉ đẻ trứng chứ không chăm sóc trứng giống như đa số các loài bò sát. Nhưng cuối cùng, họ đã nhận ra rằng khủng long có hiện tượng ấp trứng khi họ tìm thấy những bộ xương khủng long phủ lên tổ của chúng. 6. Tiền thân của khủng long là những sinh vật rất nhỏ bé so với chúng. Theo nghiên cứu, tổ tiên của khủng long, loài Lagercurus thuộc nhóm bò sát nguyên thủy Archosaur chỉ có kích thước cỡ một con thỏ, dài 50 cm, nặng 100 g, có chân trước ngắn hơn chân sau, giống như những loài khủng long sau này. Loài khủng long cổ xưa nổi tiếng nhất được cho là khủng long El Raptor, nghĩa là kẻ cướp bình minh, sống vào kỷ Triassic cách đây khoảng 225 triệu năm, được khám phá vào năm 1991 tại Argentina. Nó chỉ đạt chiều dài có 1 mét và chỉ nặng 11 kg. Sau này, các nhà khoa học cũng tìm được nhiều bộ xương khác có kích cỡ còn nhỏ hơn thế. Nhỏ nhất có lẽ là loài Microraptor, khi chúng chỉ dài có 40 cm, và to nhất được biết tới nay là 83 cm. Trong khi loài to nhất, Amphicillias, lại dài tới 60 m. 7. Một số loài khủng long có khả năng điều hòa thân nhiệt. Thông thường thì đáng ra chuyện đó là bất khả thi bởi khủng long vốn thuộc loài bò sát. Điều này có nghĩa rằng chúng đều có máu lạnh giống như thằn lằn và phải sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Nhưng đối với khủng long sauropod, vì chúng quá to lớn nên người ta cho rằng nếu chúng tích nhiệt từ mặt trời thì sẽ không thể có thời gian giải phóng lượng nhiệt này đi. Chính vì thế, việc chúng có khả năng điều hòa thân nhiệt rõ ràng là giả thuyết khả thi nhất. Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu từ mặt cắt xương của một số loài khủng long ăn thịt nhỏ, các nhà khoa học đã nhận ra rằng nếu có những loài khủng long có máu lạnh thì cũng có những loài khác phải có máu nóng. Đây chính là đặc điểm của chim, những loài được cho là hậu duệ của khủng long. Video đến đây là hết rồi. Các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi nào cần giải đáp thì hãy comment ngay phía bên dưới và Mít sẽ đi tìm hiểu và ship video đến tận răng cho các bạn nhé. Các bạn đừng quên ấn like cho video và ấn nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!